chào mọi người nhá. Hôm nay hai bà con mình đi chợ chiều. Đi, xem chợ chiều có gì ăn không. Ở đây nấm đùi gà này. Ở ngoài này bán nhiều nấm đùi gà nhỉ? Nấm đùi gà này bao tiền một cân này à cô? 15.000 một lạng cơ. Đi tìm cái gì ăn chín. Ui cá này. Ui cá chép to thế. Ui. Con cá gì đây nhỉ? Con cá này là cá gì lạ nhỉ? Đây này. Cá nheo. Cá nheo cá trắng. Cá hai đầu. Cá trạch bùn. Ui cá trạch bùn to thế. Xem một tí. Cá trạch to nhỉ? Trạch bùn này trạch nuôi à? Trạch ruộng. Sao to đấy nhỉ? Mấy con đấy tí theo này. Đây. Con cá này là cá gì này à cô? Cá đối. Cá đối á? Cái này ở nước ngọt hay ở nước ngọt hay nước mặn? Cái này nó ở nước mặn. À. Thế yeah. Thế cô bán thập cẩm à? Cả nước ngọt nước mặn có hết à? Nước ngọt, sông ngao đủ hết. À. Vâng, cô cá chép to nhỉ? Cái này chép giòn. Chép giòn á? Sao lại để chép chết mất rồi? À, mất oxy à? À, mất cái bơm. À, đi ngủ. Ừ, chép giòn này ngon đấy nhỉ. Nó đi tìm cái gì ăn đi á. Ăn chín. Đây. Hoa quả. Bún phở. À, kia có cả lan. Gà ngan vịt. Vâng, chơi. Xem có thịt gì nướng ngon không nhỉ? Cá nướng lu. À, nướng chum nhỉ? Có cái gì ăn ngay không hả cô? Chị. Con ăn cái gì? Thịt nướng với xúc xích ra ở đây không có thịt nướng. À không có xúc xích. Có. Nướng kia lâu không ạ à, chị? Dạ. Nướng thịt có lâu không? Không lâu. À, chim cút à? Vâng. Cút cá nướng. Ở chỗ này có mà. Ở đâu? Chỗ khách sạn kia kìa. Ở chỗ khách sạn á? Ờ, chỗ kia có. Thế đi chơi một vòng nhé. Đây không có thịt chín sẵn, chỉ có cá mú linh tinh thôi các bạn ạ. Wow, gà. Gà cá rô phi. Ui, con mèo này bán á? Bán mèo. Bao tiền con này? Và mèo bao tiền một con này? À, bán thịt mèo theo cân à? Thịt mèo. Có thịt chó không? Có thịt chó không? Bán mèo không có chó à? Phải có chó có mèo chứ. Bán mèo này. Nó đang buồn. Sắp bị thịt. Chợ này không có gì ăn luôn được các bạn ạ. À. Không có gì các bạn ạ. Thôi đi ra bên này để tìm thịt nướng ăn các bạn ạ. Đi sang bên này ăn đồ ăn nhẹ. Thấy ở bên này có một quán thịt nướng cũng như là xúc xích nướng các đồ nướng đây rồi. 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 Đây vào đây xem nào. Có cái gì ăn ngay nè. Trứng vịt lộn. Thịt nướng xúc xích à?
Con ăn trứng vịt lộn không? Không, con để đi ăn. Xúc xích à? Xúc xích với thịt nướng. Ừ, thế cho một xiên xúc xích với một xiên thịt nướng. Ừ. Cho em hai quả trứng vịt lộn. Hai trứng vịt lộn anh. À hai. Đây à. Thịt nướng này các bạn ạ. À, thịt nướng xúc xích nha các bạn nhá. Đấy. Vâng, một xúc xích, một thịt nướng. Có đủ ăn không? Có. Anh ơi, đứng ở đây. Ừ. Đi vào đây ngồi đi con ơi. Đấy. Gọi trứng vịt lộn có ngay này. Đấy, xúc xích của con tí mới có, đang nướng. Ăn không? Ăn trứng vịt lộn không? Không có rau thơm hả cô? Không anh ạ, có dưa góp thôi. Không có rau răm à? Ồ thế ăn ăn thế này thì chả bổ lắm à? Phải có rau răm để hãm lại chứ. À, ăn một miếng thử xem nè. Đấy, ngon không? Bây giờ là đang là 5 giờ chiều. Bố con tôi đang lang thang trên thành phố nha các bạn nha. Đi tìm một chút gì ăn nhẹ. Đói quá. Mời các bạn ăn cái này là trứng vịt lộn. Mời các bạn nha. Ngon không? Ăn nữa nhá. Một lấy cho này, một lấy mềm mềm cho. Ăn đi. Nhạt lắm. Nhạt á? Đây, vẫn chưa cho muối. Quên mất. Đói quá thì quên mất chưa cho muối. Cho tí. Dưa góp. Cái này là dưa góp. Không cay đâu mà. Đây con ăn cái miếng không cay này. Đấy có xúc xích rồi đấy. Được, nhanh chưa? Ngoài. Ăn thế nào? Ăn thịt nướng trước à? Nóng ấy. Vội vàng, đói quá rồi. Hai bố con tôi vừa dưới quê lên nên là đi đường đói quá. Ê, trứng lộn. Hơi cháy nhỉ? Ăn cháy. Nướng thì thơm không? Thơm. Ừ. Ngon không? Ăn hết nha. Nhìn xúc xích ngon quá. Mình gọi một miếng. Cho một cái xúc xích nữa. Thế là cùng gọi. Ăn nhiều. Ăn đi. Ăn cái nữa không? Ăn cái gì? Xúc xích. Thế nướng cho hai cái xúc xích nữa nhá. Phải ăn hết nha. Đang đói. Đang đói à? Hình như có cả cháo phải không hả cô? Cháo, hết cháo. À. Trứng này ra phần này ăn với cháo. Vâng. À, trứng vịt lộn này là để ăn với cháo đó à? Thế là hôm nay hết cháo à? Ờ, hôm nay đông khách nhỉ? Ăn hết cháo à? Bố con mình còn mỗi
mấy món ăn đệm với cháo này thôi. À, hết rồi á? Lau mồm đi con này. Đang dùng thằng của con. Ngon không? Dài không? Phê không? Phê. Ăn được mấy cái nữa? 100 cái. 100 cái xúc xích nữa? Ăn bố gọi ra mà không ăn hết thì sao? Ăn trong bụng. Tối mà cái chưa này. Và hết rồi. Ngon quá. Trứng vịt lộn. Và theo khuyến cáo thì ăn ít trứng thôi. Một tuần ăn khoảng vài quả thôi. Mình béo quá rồi. Có xúc xích rồi đấy. Ăn đi. Ý. Ý. Xúc xích nướng. Ui thơm thế. Thơm lắm. Thơm ngon. Mời các bạn nhé. Con mời ai chưa? Hả? Con mời bạn nào chưa? Mời các bạn chưa? Mời anh Khánh ăn cơm. Mời anh Khánh à? Mời Nguyễn, mỗi anh Khánh à? Đó, anh Khánh ăn cơm. Buổi chiều thì ở thành phố thì có rất nhiều món ăn nhẹ nha các bạn nhé. Nhưng mà đa số chỉ có xúc xích, trứng vịt lộn, thịt nướng, chim nướng, gà nướng, vân vân. Nói chung là rất nhiều thứ. Có cả cháo nữa nhưng mà hôm nay hết cháo rồi các bạn ạ. Đây, quán này hết cháo rồi. Đúng rồi, quên mất. Đói quá ăn. Đói quá ăn mãi ăn quên mất chấm gia vị. Chấm được cay. Chấm đi em. Chấm tương ớt này mới ngon này. Đấy. Cay cay ngọt ngọt. Không có cái cay đâu. Ngon mà. Con không chấm ớt. Không chấm này. Chấm ớt. Chấm ớt này này. Đấy. Ê. Tương này nó không cay. Tương này tương thường thôi. Tương không cay lắm. Ăn được không? Ăn nốt một cái này thôi. Không ăn được nữa à? Thế? Không ăn được nữa à? Ăn được một cái. Ăn thịt nướng nữa không? Ăn mới thịt nướng này thôi. Gọi anh Sơn nhá. Gọi hai xiên thịt nướng nữa nhá. Còn thịt nướng không hả cô ơi? Cho hai xiên thịt nướng nữa. Này à, ăn no rồi thôi nhá. Hôm tối nay không ăn cơm nữa nhá. Xích nướng. Thấy không? Ngon bằng xúc xích rán không? Gì? Và xúc xích này có ngon bằng xúc xích rán không? Nước rán ngon hơn. Rán ngon hơn à? Có nước ngoài cũng ngon hơn. Nướng ngon hơn. Rán không ngon đâu. Rán ăn ngấy lắm. Không, nhưng mà rán ăn được.
sao? Cay đấy. Còn ăn xúc xinh nữa không? Ăn mất thịt nướng là thôi là ngon. Ừ. Phê không? Ăn xúc xích phê không? Sướng không? Cảm giác thế nào? Cay. Cay à? Ngon không? Ngon. Phê nhỉ? Rồi mang ăn nữa. Rồi mang cho ăn nữa. Bây giờ là chờ thịt nướng nhá. Ôi, được luôn nhỉ? Nướng nhanh thế. Có chín không đấy? Còn nướng nhanh thế, có kịp chín không đấy? Mỗi người một xiên nhá. Thịt nướng. Ăn. Nhìn như cái cánh gà ấy nhỉ? Thịt này thịt lợn hay là thịt gì đây à cô? Lợn à? Nóng rồi. Nướng thịt lợn ngon hơn thịt bò chứ nhỉ? Thơm thế. Đây không nướng chân gà. À, đó đấy. Các thịt nướng ngon hơn xúc xích không? Hai món đều ngon. Hai món đều ngon à? Mỡ dính hết. Đấy, dùng giấy lau đấy. Như không? Có tương ớt vào sẵn. Có tương ớt đây, cay mà. Gia vị tẩm ướp rồi, có cả ớt rồi. Siêu cay rồi, cay không? Cay thật á? Làm gì cay mấy? Bố ăn có thấy cay đâu? Con ăn lại thấy cay. Con ăn cay kém. Nó bùa. Ổn chưa? Chào mọi người đi. Chào mọi người nha. Đây là bữa nhẹ của buổi chiều bố con tôi trên thành phố đã xong rồi. Các bạn thấy video hay thì like và chia sẻ, và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ Trường Lý nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.